Rồi bên ăn chi rồi chị? Hai tô bằng canh. À đây cho chị bên tô mình rồi. Đi đây cho đặt nó hả? Bỏ chi trà. Bộ chi? Anh ngon cái không? Cái sau nghiêng cái nồi. Ừ, ra đặng được đấy. Cái sau nghiêng cái nồi à. Ghê sơ, phải cười thôi, cái ăn lại cái đấy. Mày mới tạm cười thôi. Cái tạm tôi mới thành trắng rồi. Rồi 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 rồi. Dạ, đây đây. Đừng có đó, ba nó bắt đây đâu ta. Đi, ba xong đi. Đó, qua đi, đó. Rồi, ăn hay chiên? Ăn về à, đấy. Phải nghe đi hút. Cho thằng cu miệng bụng mi. Thằng cu ăn bụng mi ba ngồi đi. Thằng cu quả sớm. Ngon được quá bột ơi. Cái gì? Mưa đôi hả? Như quả ăn ngộp hả? Thế? Đâu chị hè bà chị Quyến rồi? Cô xương nông rồi. Rồi. Không kì hết. Rồi. 25, 6 lấy cho 15 là bụng mới. Ăn chi? Ăn tao. Đó, tao cua giò ăn chi nè. Nguyên cua giò bò chi? Bò chi. Bò chi trứng mi nha, cho em trứng em ăn hay. Bò rằng trứng bị giá đồ nữa. Dạ. Mi ngang trứng được hết. Cho chi ngắn. Thịt nữa mày. Lâu lâu qua bữa làm tôm cái đầm con lá lên. Quá đồ nữa có bộ coi. Thương múc cho nhiều rồi mà còn lá nữa phải không? Cái chó bây giờ này. Đi ăn cơm mấy chị? Cái mà chị ăn chứ em ăn chị ơi. Đồ ăn 10-15. Hôm nay Thảo ghé một cái gian hàng bánh canh nè, bột mì nè, bột lôn nè cả nhà. Ở nó chỗ sau lưng chợ Đông Ba của thành phố Huế. Chị nơi là bột lồn con nơi đi cái gì chị? Dùng dấu lắm. Dài dài tới đây ăn được chứ ấy. Một tô nhưng mà không có cua gì là bao nhiêu tiền chị? Một tô mà không có cua mà chị đang bạn là bao nhiêu tiền? 10 ngàn, 15 ngàn. Dạ, dạ. Cái mấy trò tương bà á. Dạ. Chị hôm nay có cua ngon hả chị? Có cua ngon, có cua vừa, có chi có. Dạ. Hôm nay là toàn cua không có ghe phải không? Không, dạ. Ghe còn có nữa nè. Dạ. Có đợt thì có cua đợt theo mua là bạn ghe hả chị hả? Chú này chú biển hay chị? Chú mua nó chở biển, biển biển lắm chứ anh. Dạ. Không sợ nó bảo biển. À. Ăn mày tòa bằng mày ăn 5 ngàn, 10 ngàn, tôi nghe khách hàng với cho cái giá trị bằng mấy. À, 5 ngàn, 10 ngàn bằng bạn hả? Bằng mày bằng đấy. Dạ.
chị tôm đó là chị bán một con 15 ngàn hả? Có giờ thì có hết. Dạ. 10 ngàn có 15 ngàn tùy thôi. Dạ. Cả nhà thấy con tôm ngon ghê không? Rất là ngọt, thịt nha, tôm tươi lắm. Thảo ăn 3 con tôm lớn. Kêu chị là 3 con tôm size bự luôn, 15 ngàn. 3 con là 45 ngàn, là bao gồm luôn là cả bánh canh đó. Chị cua đó bán sao chị ơi? Hả? Cua to, to, giọt, tiếng giọt. Như con này là bao nhiêu tiền? Con này hả? Dạ. Con này ta trăm. Dạ. Đó là trăm là bao gồm luôn bánh canh đó chị ha. Cũng ăn được ram ní luôn hả? Ờ, 5 ngàn có ram. 5 ngàn chắc được 1 thón quá hả? Khi 2 con, 3 con là tiếp chứ. À. Mọi người ăn cú á thì dạ cao tiền á, nhưng mà ăn ram ní thì rẻ tiền này. 5 ngàn có ram á? Dạ. Con ram này là ngoài ngoài Huế có này, ngoài khu vực miền Trung á, có rất là nhiều. Khác với con cua đông ở trong miền Nam. Đó. À, ở đây đến cái tháng mà tháng của ông ram này là chị này chị bán nhiều lắm, bán ram này, bán ghe này, còn hôm nay là bán cua biển, rồi tôm sú ngoài phá Tâm Giang này, tôm sú này ngon lắm. À, tôm sú này là chắc họ đánh bắt được ngoài phá này, cho nên không phải sú nuôi này. Không nuôi, chắc chắn không nuôi luôn, tại chị biết sao không? Em ăn con tôm mà nuôi họ cho ăn bột á, là em bị diện cái đó là vô lần nổi lên ngứa. Dạ. Nghe thì mọi người nghe có vẻ là hơi giật mình đúng không? Nhưng mà 10 ngàn ở đây vẫn có thể ăn được bánh canh này, bột lộn, bột lọc. Ăn kem với con ghé, con ram á, không có nhâm đâu, bánh canh ram. Chị bán cho mê rồi với tiên chị? 10 ngàn. Cái nhà thấy rẻ không? 10 ngàn đó. Bán cho các cô chú anh chị tiểu thương ở trong chợ, sau lưng chợ Đông Bá. Giá cũng bình dân. 10, 15, 20. Ai có điều kiện thì ăn 30, 40. Mà có điều kiện nữa thì ăn lấy cả 100 ngàn, ăn cả một con cua to. Rồi ăn kèm thêm tôm rồi. Rất là nhiều đồ ăn kèm. Là mẹ con lọc ngon ấy. Dạ.
Rồi, nghe quả ngọt là chỉ muốn bò này. Còn gì thiếu không? Không, không. Không thiếu, sợ không? Dạ rồi. Bật mờ không? Hả? Quả này còn không chứ. Đây phải đem quả chi? Cho con quả cua với tôm, bột mì, thịt. Chà cua là có cua. Chắc chà cua là gì? Đấy, còn lại chắc chặn là chà, 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 chà. Dạ? Chà lấy phải là chà cua hay chà tôm. Chứ quả chứ rồi, cả thôi thôi, cái cua, cua, cua. Điều con mua dâm về mua cua về tốn mà mua mấy mua chung cờ mấy mua cờ mấy cờ ba chục quá đó ba mươi chục rồi bột mì lọc lọc bột mì thịt bột thôi gì ấy rồi bỏ cái không bỏ ít rồi rồi chỉ bỏ trà về tốn ba chục hết rồi trà là chán thôi chứ không phải là trà trà tốn trà cua mà trà cái nữa nè việc kêu cua tốn mà ờ tốn khổ mà em biết rồi mà không phải trà trà mà tiền gì? 80. Dạ. Yeah. Thịt buộc cho gì? Đấy. Thịt buộc cho gì? Rồi, mua một mua sẵn đấy. Em mua 30 chị bảo 80. Có đồ nào không? Thấy ăn ngon không? Có, thấy có ăn. Giá thường là mày đó. Bình thường. Dạ bình thường là mày 20 là 30. 25 cái. Ở đâu mày được hết? Ở nhà bán chục. Dạ. Cái loại gì đó. Cuộc sống của cháu. Rồi, thanh hoa cái bình thường gì vậy? Bình thường, cái nhiều. Chiều chiều mà, đóng ghế. Có thật mặt hết, không chung luôn à. Chạy thật mặt hết. Tại chỉ tắm đi ngoài đi. Bột xì rồi. Lúa gì nữa con cho thêm vô. Đi chạy nó đổi. Được, ở đây,
Thêm được thôi. Không biết chị được, biết được, biết là được. Rồi 2 miếng đúng không? Không, cũng biết rồi. Còn miếng ra không? Đà không? Đà. Thôi, bao nhiêu? Đi hồi đó, có làm gì con bạn này đó. Ở một lượng có miếng. Đi. Đó. Anh đi không? Đó, 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 không ngoài đi con ăn rồi. Rồi. Không? Đây. Rồi. Đó. Chưa? Rồi. Đó. Ông mang một cái đồ có gì kêu. Ờ. Ờ rồi cho con. Mau rồi, mau rồi. Chị muốn bạn vui vẻ cả nha. Bò chi? Dạ cua về. Bây giờ tối mới chặt cua đó. Một mi để đi hả? Mày đi. Để cài luôn. Để cài. Cài bánh. Bánh. Ông ơi. Tôi đang bế thêm chiếc cua luôn. Để cài luôn. Để cài luôn. Không phải cài tóm cài luôn phải không? À, để cài. Tao không ăn cố rồi. Ăn cố cố. Ê, nó mệt quá. Để em bán chiếc kiểu. Hả? Mày nói thấy nè. Đi quẻ mày chị. Ê quẻ mà bụng mới. Em 20. 20 tối nhất. À không đi 20 luôn luôn. Lọc mèo B 40. Lọc mèo 40 da 30 đây đó. 30 đi. Ê đấy không? Bọc tuyệt thôi. Ừ. Ơi đưa kiếm anh đừng nghe à. Nghe là tung bơ tung lọc à. Lọc. Nghe mày chị. Mèo 4. Bụng mới vậy? Nghe được rồi. Tôi cho miếng nữa. Bỏ việc nữa. Hả? Bỏ việc. Việc với giá. Bộ mũi hết. Ừ. Anh đi bắt ra lại một cái. Quên rồi. Đây bạn giống cháu rồi. Cháu à? Và trà vì giá. Cháu ăn ăn trà giảm đó. Con cháu nãy thịt mà giò mới lắm á. Ê, nó bầu cái tính nha. Thật không cũng bầu tính không. Thế? Ờ, rồi bà ba là rồi. Chí? Thế? Con ăn thịt, con ăn ăn trà đậm. Thì ăn mới lắm ngon rồi chứ mẹ. Thì mới lắm ngon, bầm thịt giò giống cháu của bà thịt đó đó, của bà giảm đó đó. Bà thịt chứ. Ừ. Chứng bò mà còn tỷ bột tổng 35 ngàn kỳ đó. Đó, ăn cái đi thôi, chắc phải không ăn thịt chà muốn, chị bà chà không ăn muốn. Chị ra với mẹ ăn. Ôi, chị nghe cái đi. Sờ với mà sờ, 15 ngàn cầm thịt chà chứ không đi.
Cục mì được. Em có cái cua mới rẻ hơn à? Có. Chị rẻ chị mua 70. 80. 80 có, để em nuôi cho tí tí. Có đây 50. Lục giá. Lục giá 40 vừa cho chị ăn đi. Bà đã cho chị vừa à? Ừ. Bà chị lại bột chi? Cho chị bột một mì được đấy. Một mì để chúng là mì để riêng. Chúng luôn. Sơ chiêu ăn không được không? Bé, nực dạ? Được không? Chị mấy giờ ăn? 5 giờ. Chị đẹp quá, chị đừng có đây đừng nè chị. Bụng mới cho 5 ngàn một cùng lắm đấy cả lồ ấy. Thôi bà bụng mới chứ được, nó bự cái gì luôn. Thôi, bà mới lắm. Nơi chặt rồi. Nơi ai muốn? Ai chắc chị đi 15 ngàn một lồ đi. Giá huyệt. Bạn ngồi cái không? Không, à có, bên này cây. Không có gạch. Đi ra cuộc mệt quá rồi. Vậy chị quá đủ tiếng mà hiểu. Thôi giờ nó nói không má bụ. Mới vậy chứ. Ờ. Thôi nó nói còn hai bạn ai hai có bằng bụng không có cùng đó. Ờ. Mãi á. Ừ. Cái gì bụng luôn ấy. Dạ. Rồi. Luôn một lần nữa. Lấy lấy. Cái vợ bà lấy vô ghê bà lấy. Mãi á. Ngay mãi hả? Ngay mãi dần lên mãi lấy. Có chị xin cái hanh mà đến về miền hanh là trong nôi rồi chị. Mãi chị biết rằng mãi chị em có bỏ dưới đâu có chị rồi. Ờ. Em luôn. Mai đi bạn về sao ấy? Ngay muốn hỏi gì đó chị ơi. Sáu tô. Rồi sáu tô 60 phải không? Ờ. 40 ngàn. Không có một tô do trẻ. Do trẻ 20. Do trẻ có trứng thì 20. Không 20 thì do trẻ là không có trứng. Vừa năm mùa đi. Mùa dâm mùa nếp. Mùa nếp cũng chưa ngờ kia. Rồi bỏ do trẻ đi 20. 20 thì trứng không bán được. Một bi một lồn nè. Lồn này. Rồi thêm bi một lồn như đứa nè. Rồi thêm một bi. À, 10 ngàn chị vẫn bán đó cả nhà thấy không? Bây giờ cũng thờ thanh ngon. 5 ngàn vẫn có bán luôn đó. Rồi bụng mua bán 7 ngàn. Rồi thêm bi một lồn đi nè, cua trứng 10 ngàn nè. Cua trứng 10 ngàn có thanh ngon không? Có. Chị được tốt. À. À, cô chị ra tốn vì xuống nón ấy. Dạ, tốn 30 xuống nón để lấy cái tấm chị. Đã có trong xuyên anh. Đã có trong xuyên anh. Đã có trong quại phẩm anh. Tí rồi anh đưa lên cho chứ. Chưa, chưa, bên nữa. Ý, đừng gọi lại phim. Cú hả? Con cú hả? Chị bỏ tôi đúng. Cho tô lọc lồng 20. Lọc lồng ná về hả? Ná về. Là quại bò chi? Ừ. Tao cục chi mờ được. Có, khá không? Cái này hành ngon không? Này đang bán hành hành ngon, do chè rồi. Do chè mà này đang hành ngon đó. Cái này bật luôn cho chè nữa. Cũng hành, cũng hành quên. Thì cái này. Đó, cái này. Đúng rồi. Không mặt ăn đi. Chị nó chiên mất cười. Đang biệt cái thằng này ăn hanh hả? Hay mùi đó bé. À. Bé nó cuốn mập này. Rồi dạ. Mập. Đến chưa? Em có ghi đây đâu mà em con nữa. Chị mới hỏi nghe cũng mập nhịp đây. Dạ. Rồi chứ à? Rồi thêm một bi cua thôi. Chắc là đừng bỏ mang mười ấy. Chạc cua không? Chạc cua. Hanh ngọt đấy không? Cái tôi tài bản đây. Rồi. Mà hanh ngọt mới nhưng không bỏ mang mười. Rồi. Cháu đi đấy, con đi đấy. Ai mạnh cho nhớ luôn. Nhớ ngồi mua luôn hết. Muộn giờ á, em muốn ấn mua nữa. Về con nghĩ tay chạy á. Thì con nghĩ khỏi đây. Thì con nghĩ là chân Quyến. Chị đang cục khắc rồi. Rồi, thêm một bi trứng cua mới, rồi bên thường. Ủa mấy? Mấy? Thanh ngon không? Có. Được đó chị. Nói chị được 2 bi nữa đủ rồi. Không ai anh ấy. Chị đi mua nữa. Hả? Chị đi mua thầy nữa. Nghị đây à? Nghị bạn à? Sáng lại cho con nè. Rồi thế bi với đứa nó hả?
bị gầy đôi máu lên xong thì bán cho mấy khách khác. Sáu đi, có đủ đó. Sáu sáu cái tô. Bảy tiếng. À, à. Bên nữa là sáu bi cho sáu 70 ngàn. Bi 20, bi 10 ngàn. Chơi tổng á. Tôi 10 ngàn về ăn ghé hả? Dạ, lọc hai dạ. Lọc lồn. Dạ, em này thủ cho em là rồi. Lại 30 này. Thì thịt mỡ là được. Dạ, bình ngon không? Bình thường. Bình ngon. Từ từ đang rửa nè, đang lâu em. Từ chị bè em đấy anh em thấy địa chỉ này đó. Địa chỉ gì ha? Không chờ không sổ không mà. Không chờ không ngò. Không chờ không miền ngoài không đôi gì hết. Dạ. Lưng các bạn.